Rồi bài học tiếp theo chúng ta sẽ là bài học đặt so sánh. Và đặt so sánh nó làm nhiệm vụ gì? Đấu tranh laptop. Như mình đã biết thì máy Toshiba sử dụng điện áp từ 17.2V đến 23V là sẽ cho nguồn bảo máy. Mà để làm sao nó biết là cái máy đang dùng 17.2V đến 23V thì bên trong cái xe sạc nó có một cái phần nhận dạng nguồn đầu vào. Mà để nhận dạng nguồn đầu vào thì nó sẽ đưa cái nguồn đầu vào đó nó vào cái trang B cộng này, nó so sánh với một cái áp chuẩn sẵn ở đây. Nếu nó lớn hơn áp chuẩn thì nó biết là cái nguồn vào nằm trong giới hạn 17.2V đến 23V và nó cho nguồn vào máy. Tại vì áp đã rất cao thì cho nguồn vào máy. Nếu chúng ta chỉnh cái đóng máy trong dòng xuống từ còn 15V thì nó vẫn lấy 15V vào chân V1 này, nhưng nó so sánh áp chuẩn, nó thấy rõ hơn áp chuẩn thì VL ra thấp, thì nó biết ngay là máy đang nhỏ hơn áp chuẩn thì sẽ không cho nguồn vào trong máy. Nó đứt ở đầu một phép, nó không được vào, không phép, không được nhận. Hiểu chưa? Thì mà so sánh, và công thức của nó sẽ là V1 lớn hơn V2 thì đầu ra sẽ cao, và bên một nhỏ bên hai thì đầu ra thấp, cao đồng nghĩa việc cho nguồn vào máy thấp là nó quá hai phép này. Thì nó có nguyên lý chúng ta phải nắm được. Hết giờ của cái siêu sánh này trên máy tính trên mainboard này. Đi xem này sao sao đó đây nè, hình dạng của nó đây. Chân số 1 sao sánh chân số 2 lớn, có điện áp lớn chân số 2 thì chân số 1 ra sẽ lúc sau. Chúng ta có thể đòi chân số 1 đây, số 2, số 3. Dễ không? Thì đó là một số trường hợp quy chế sánh nó nằm ngoài. Mà sạc quy thì chân sánh này nó nằm trong quy chế sạc quy luôn, tích hợp trong quy chế sạc quy luôn. Nó sao nó có nhiều chân không thầy? Tôi mà có 2 chân con, 1 chân nó bắt, 1 chân ra. Mà ở đây nó tới 8 chân, những cái khác là nó có ra. Nó có thể dùng, không dùng, có thể nấu mát, và những chân chấm dịu. Nhưng mà các bạn nó có 4 chân không? 2 chân vô, 1 chân vô. Những chân cố định như vậy là 1, 2, 4, 5, 4, 5 chân. Những dương phép của mình nó có 8 chân, thật sự nó dựng 3 chân, thì mất 3 chân. Còn lại thứ như chân này quá trời luôn. Thì công thức nó vẫn là như vậy, nó sẽ sao sao và chúng ta sẽ đi tới một cái bài ở đây phần này mình hiện nay này. Bây giờ ta sẽ đưa qua một cầu vòng thế, nhìn bản ra nó sẽ đi theo quy cầu và có cấu tạo ở đây có sẵn ở đây. Nhìn này, 19 của là dù đây là 19 hay bao nhiêu biết thì nó vẫn đi ra hợp chủng. Thì hợp chủng là cái khối là đều này, chúng ta học nhớ không? Dùng vào bao nhiêu biết thì nó cho ra là bao nhiêu biết. Nhưng mà thấy ở mức là từ 7.5V đến 18V. Thì cũng sẵn chúng ta là thấp lắm là cũng phải 16-17V chứ là chỉ có 3-4V có qua luôn rồi không? Thì nó sẽ tạo ra lần đua là 33 đây. Và cái này thì sao so sánh nó thường với 33 cái này. Thì đúng với Toshiba là nó là 26. Lần đua nó tạo ra 26. Và nó so sánh với 26, như thế cái cộng này lớn 26 thì nó cho là ở đây mức cao. Mức cao là điều khiển này, nó điều khiển 2 phép mở nguồn Arthur cho nguồn từ cả từ đi vào cái nguồn đầu vào này cấp nguồn cho toàn bộ máy. Nhưng mà không, chúng ta không có tư duy không dùng này được chứ, năm từ không dịch sao mình chiếm sẽ còn cái nó thuộc. Cái giống trình nó có, nó ghi chúng thẳng vào giống trình nó có, ghi sao nó hiểu.
rồi nó lại một tí này đơn giản rồi ghi chưa, rồi nó lại một tí chúng ta cứ ghi nào. Mô theo tư là bao nhiêu không biết, thứ nhất nó sẽ tạo ra một khối áp trục, đời mô là khối ổ áp kinh tế thông thường sẽ tạo ra là 2.6, sau cái dòng dây 11 dần nó tạo ra là 2.4, lấy đây nó tạo ra 2.4 và nó qua cầu bằng áp. Nếu chúng ta học công thức tích cầu bằng áp rồi sẽ tính ra được VO hay là bao nhiêu và đi vào trên cộng. Trên cộng là do sách trên trường, biết trên cộng lớn của trên trường thì lại điều kiện này là cao này. Trong nghĩa việc nó cho hai phế một đầu vào nhận đưa bộ máy. Tại sao phải điều kiện hai phế một đầu vào? Hai phế một đầu vào nó làm nhiệm vụ, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ nếu có sự cố chắn khóa lại để bảo vệ cái tải phía sau. Nếu đủ ghi nhận thì mới cho bộ máy. Nên là ở đây là đủ ghi nhận cho bộ máy. Nhưng nếu cái cục sạc này chúng ta giảm áp xuống còn 14 vô thì chắc chắn cái bê cộng này sẽ nhỏ hơn được. Và cái này điều kiện này mức thấp. Thấp thì đại nghĩa này đều nghĩa, đồng nghĩa việc là không cho hai nguồn mình hai cái này nhận thì không cho nguồn vào máy và máy mất nguồn, được chứ? Chúng ta sẽ đi sâu về tới cái bề mặt cụ thể này về các bạn này. Đây, đối với máy này, chúng ta ghi cái này, chúng ta ghi đi, ghi xong một bản. Không có nói ít chữ. Quan trọng khi mọi mặt tính trường hay không thôi. Rồi chúng ta nhìn bản. Nguồn thể tơ là nó đi qua một cầu trì và nó đổ ra thủy. Vì nguồn vi này bao nhiêu là không biết, chúng ta chưa biết vi nó là bao nhiêu, nhưng vi nó sẽ đi qua một kiosk và nó đi qua hai đường trở này, sau đó nó đi qua một phép thuật BQ1. Người ta đang có phép thuật theo cái chỉ như thế này luôn, mang định nghĩa là nó đi xuyên qua kiosk trong một phép thuật này và nó đi thẳng tới xuống, nó đi vào trận số 2 của ECL quá thông tin. Và xe này nó cho ra 3.3, được chưa? Xe này cho ra 3.3. Nếu biết vào có điện áp ở đây thì chắc chắn là 3.3. Và nó lấy cái 3.3 này làm áp dụng. Bằng cách nó sẽ nè, mình đưa một cái xe lên này, nó sẽ nấu vào cái xe này và cũng sẽ trừ của cái xe này, được chưa? Đồng thời phía trên này là vì nó chưa áp được một thế này để nó so sánh với 3.3 ở trong trường. Khi mà nó tích được công thức tích cầu áp tính ở đây, dùng công thức, dùng phần mềm chi áp tính ra Vin là giả sử 19V, điện cho trên là 84.5, điện cho dưới là 20kg. Thì phần mềm chi áp mình sẽ tính ra là 36 đó anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
đó là công thức chứng minh mà nó được áp dụng trong máy tính, đó mới chính là sao. Con này máy ôm trong 28 chất đó. Được chưa? Có nghĩa là ICS nó sẽ nhận dạng, có một mạch so sánh nó sẽ nhận dạng nguồn áp tơ có độ lớn hay không. Nếu độ lớn nó sẽ bảo vệ chai ngô, và đồng thời nó cho phép hai một phép bản nguồn dạng cho nguồn vào này. Nếu cái mạch so sánh nó thấy nhỏ hơn áp dụng, nó quá hai phép ngồi vào này. Vậy thì vì một lý do nào đó mà cái cầu áp nó có tiền, chỉ cần sai một điện trở một xíu thôi, sai chỉ số một xíu thôi, thế là VL nó bị sai rồi. Mình giả sử đúng không? Một cái máy này vào trước đi, máy hôm nay trời đang mưa đúng không? Mình giả sử chỉ dư không rời 2 thì nó còn khoảng là 2 ohm xem. Đấy. Máy có rời 2 trở, rời 2 nó bị sai số từ 20, nó còn có 2 ohm. Thì VL ra chắc bộ chắc chắn là nó quá mưa vào luôn. Thì đó là chúng ta sửa cái máy mất nguồn để chúng ta. Đấy. Khi máy mất nguồn là cái hai phép mà vào không nhận thì mình biết nguồn được đúng không? Thì chúng ta qua lại chúng ta kiểm tra cái phần máy à, có áp dụng sửa chữa hay không? Được chưa? Đấy là mặt so sánh. Nó sai thì cái đó quá mưa vào và cái quá hai phép này không ra nó nhận. Được chưa? Biết là học kinh nghiệm đấy, nhìn đi chữa đó. Tại sao hồi nãy có cái hình nó là sao trên số 2, số 3 đặt sóng sóng nó là lại nó sẽ không nhau này. Đúng. Cái hình này nhất mà nó được treo áp thôi, nhà chức nó muốn treo áp bao nhiêu thì nó treo. Thay vì đây là đúng không? Đúng rồi, nó số 2, này đúng không? Số 2, số 3 nó nối chân nhau ra. Chân này đúng không? Đúng rồi. À.